Nếu được trả mấy trăm nghìn đô, nhưng phải khám phá từng ngóc ngách trong bệnh viện đáng sợ bậc nhất thế giới, bạn có chấp nhận? Nếu có thì bạn đúng là người chơi hệ lì, còn nếu không thì cũng có một nhóm bạn trẻ 7 người làm thay rồi. Trước khi đi vào nội dung phim, chúng ta cần lướt qua bề dày lịch sử của bệnh viện ma ám. Năm 1961, bệnh viện tâm thần Gonjiam đi vào hoạt động và là một trong những cơ sở điều trị tốt nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sau một vụ tự tử hàng loạt của bệnh nhân vào năm 1979, cùng với đó là sự biến mất của giám đốc quản lý, người ta buộc phải đóng cửa bệnh viện này. Có rất nhiều tin đồn xoay quanh bệnh viện Gonjiam. Người thì cho rằng tòa nhà này được xây tại nơi quân kháng chiến Hàn Quốc đã bỏ mạng dưới tay người Nhật. Người lại kể đây là một trụ sở tra tấn trá hình, và vụ tự tử tập thể thực chất là hành động tàn sát hàng loạt của nữ giám đốc điên. Sau đó, bà này tự vẫn, mở màn cho một loạt hiện tượng kỳ bí diễn ra nơi đây. Người ta thường xuyên nghe được tiếng nói rủ rỉ hoặc là than khóc vang vọng tại bệnh viện. Đặc biệt, bất kỳ ai cố gắng mở cửa phòng 402 đều sẽ bị nguyền rủa tới chết. Hiện tại, một nhóm choi đang bày trò sống ảo cho bệnh viện tâm thần Gonjiam. Sau khi chứng kiến một vài hiện tượng kỳ dị, họ giáp mặt với phòng 402, trước đây từng là khu vực chăm sóc đặc biệt, nhưng bây giờ đã bị khóa chặt, im lìm đến mức không ai đột nhập được. Đám thanh niên định phá cửa xông vào, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng bóng bàn vang lên khô khốc ở đâu đó. Không ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, vì tín hiệu đột ngột bị cắt đứt. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện là vật thể gì đó lập lòe trông như hồn ma. Chúng ta được gặp anh Ha Jun, chủ kênh YouTube Horror Times, chuyên phá giải những sự kiện kỳ bí. Anh ta kể rằng có một nhóm học sinh đã bốc hơi tại bệnh viện Gonjiam. Từ đó, khẳng định đây đúng là một trong những địa điểm đáng sợ nhất thế giới. Ha Jun quyết định sẽ ra tay điều tra về bệnh viện đáng sợ này. Ha Jun tập hợp được nhóm 6 người, gồm 3 nam 3 nữ, và họ sẽ lên đường khám phá bệnh viện Gonjiam đúng ngày nó bị đóng cửa. Họ đặt mục tiêu sẽ lôi kéo được 1 triệu người theo dõi trực tiếp, rồi lên đường mà không mảy may nghĩ về những tai họa có thể xảy đến. Đêm xuống, nhóm bạn dựng lều bên ngoài bìa rừng và lên đồ cho cuộc chơi lớn. 6 người được chọn kéo nhau vào bệnh viện ma ám, chỉ có mỗi trưởng nhóm Ha Jun là ở lại để điều chỉnh trang thiết bị phát sóng. Trên đường, nhóm bạn trẻ dùng một chiếc quần lót vất vưởng làm dấu mốc để chẳng may có lạc thì biết lối mà về. Dù ai nấy cũng hồi hộp và run như cây sấy, nhưng tất cả vẫn đến cửa bệnh viện an toàn. Họ ngó lơ mọi lời cảnh báo và đi vào bên trong. Ban đầu, mọi chuyện có vẻ rất yên ổn. Đột nhiên, cửa phòng giám đốc sập lại. Máu hiếu kỳ nổi lên, cả đoàn kéo nhau vào đó. Họ phát hiện ra bức ảnh chụp toàn bộ nhân viên và người bệnh, nhưng ai cũng có biểu cảm rất kỳ lạ, và chỉ có mỗi bà giám đốc là nhìn thẳng vào máy ảnh. Nhóm bạn còn thấy một loạt hiện tượng kỳ quái khác, như một mái tóc rối nùi chẳng biết từ đâu tới, và cánh cửa lại tự động đóng một lần nữa. Cả nhóm quyết định chia người ra thám hiểm từng tầng để rút gọn thời gian. Sau một hồi giải lao, chương trình trở lại với góc nhìn của hai cô gái. Họ dần thân vào phòng thí nghiệm của bệnh viện, bước qua mớ đồ đạc rơi vỡ tung tóe, rồi nhìn ra một con búp bê vải lẩn khuất trong ngăn tủ. Chưa hết, trên sàn còn có một con gà chết bị trói chặt, bốc mùi lên tanh hôi đến phát huệ. Cùng lúc đó, trên tầng 3 lạnh khủng khiếp. Cặp đôi trên này phải đối mặt với một con chim chết queo trước khi đặt chân tới phòng tắm ẩm thấp, cũ mềm. Họ lại được phen hoảng hốt với một vết sờn hình người in đậm trên tường. Trong bể chứa nước còn có thứ gì đó ướt đẫm nổi lành phành, nhưng hóa ra nó chỉ là mái tóc giả mà thôi. Cả nhóm lại quy về tụ họp và cùng nhau chuẩn bị nghi thức gọi hồn. Ngay lúc số lượng người xem tăng vọt, cả căn phòng rung lên như động đất, lễ lạt đổ vãi tanh bành. 6 người ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, nhận ra địa điểm này không hề đơn giản như họ nghĩ, rằng linh hồn hắc ám là hoàn toàn có thật. Nhưng trên thực tế, tất cả chỉ là trò đùa của nhóm mày râu nhằm hù dọa những cô nàng yếu bóng vía. Đạo diễn Ha Jun hạ lệnh tiếp tục diễn cho đạt bởi số lượng người xem đã lên tới hơn 100.000. Xong, đây cũng là lúc tay nhóm trưởng phải đối mặt với những hiện tượng đáng gờm thật sự. Quay trở lại với 6 anh em siêu nhân, họ lại đặt chân vào phòng thí nghiệm, lại thấy con gà hôi tanh. Cơ mà con búp bê ban nãy đã rời khỏi vị trí cũ và ngồi vắt vẻo đập thẳng vào mắt nhóm bạn trẻ. Một cậu trai cầm con búp bê lên ngắm nghía nhưng bị cô nàng Charlotte phản ứng dữ dội. Cô rên lên trong giận dữ, cho rằng làm thế là kích động linh hồn tà ác và ra lệnh cho anh bạn đồng hành không được làm thế một lần nào nữa. Hóa ra, con búp bê kia từng xuất hiện trong bức ảnh tập thể kỳ dị. Sau khi sốc lại tinh thần, đoàn thám hiểm kéo nhau vào phòng chăm sóc tập thể trên tầng 3, để lại hai người tìm cách mở cửa phòng 402. Có rất nhiều cỗ quan tài bị đục lỗ rải rác khắp phòng. Một cậu trai bèn đút tay nghịch chơi rồi bị kéo gần chết. Cô gái đứng sát bên không tin, định thử lại, nhưng hội trai không cho vì sợ lộ hết bài vở. Thế mà cô gái vẫn nhất quyết cho tay vào bằng được. Lần này thì không có trêu trò gì cả, cô nàng bị kéo còn mạnh hơn anh chàng ban nãy. Đến lúc rút được tay ra thì đã dính đầy vết xước dài ngoằng.
ai nấy đều sợ xanh mắt mèo vì đây không còn là trò đùa nữa. Chuyện lại càng tồi tệ hơn khi một dòng chữ trên tường bị biến đổi từ hãy sống thành hãy chết. Bất chấp mọi lời ngăn cản và thuyết phục từ những người bạn, hai cô nàng chân yếu tay mềm vẫn quyết định rút khỏi bệnh viện trước để giữ lấy mạng sống. Tinh thần cả đoàn nay đã xuống tận đáy. Hai người đàn ông quay sang chất vấn trưởng nhóm Ha-jun vì những sự kiện kỳ lạ, nhưng chỉ nghe được những lời lấp liếm. Họ định bụng bỏ giờ chương trình và đi về, nhưng Ha-jun nhất quyết không cho vì số lượng xem đã tăng rất cao, bỏ ngang bây giờ là đi tòng hết. Ngay sau đó, tay trưởng nhóm phát hiện ra sự thật động trời. Quay trở lại với hai cô gái chạy trốn, sau một hồi vắt giò lên cổ, họ cũng tìm được đến chiếc quần lót đánh dấu. Hai người mừng húm, tưởng thoát, ai ngờ lại quay về đúng bệnh viện quái ác kia. Họ nhìn thấy những vật dụng chỉ có trong phòng thí nghiệm vương vãi ngoài bìa rừng, thế rồi lại đột nhiên có người đứng im như pho tượng. Một người đã bị ma nhập, người còn lại cũng bị xách cổ lôi đi mất. Cô nàng choàng tỉnh trong một không gian lạ hoắc, có vẻ như đó là căn phòng 402 bí hiểm. Một gã đàn ông dị dạng, trên người không mảnh vải che thân, tấn công cô gái, kéo cô vào bóng đêm vô tận và không bao giờ trở lại nữa. Bên trong bệnh viện, nhóm đàn ông uy hiếp Ha-jun, buộc anh ta phải tăng cát xê lên 40.000 đô mới tiếp tục livestream. Ha-jun lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu vì không muốn đánh rơi nguồn thu nhập trong mơ. Trong khi điều tra khu vực tầng hầm, hai dân chơi hệ liều lại thấy hàng đống hiện tượng đáng sợ, như là xe lăn tự di chuyển, rồi đồ đạc bay tứ tung. Một anh dính đòn giữa mặt, bất tỉnh. Anh kia trong lúc đang hỗ trợ bạn cũng bị bắn phăng ra ngoài rồi nằm xuống theo. Cửa căn phòng đóng sập ngay tức khắc. Không lâu sau, anh chàng không bị nhốt tỉnh dậy, chạy lên cầu cứu những người đang phá cửa phòng 402. Anh kể hết tất cả mọi thứ, từ chuyện nhóm trưởng đã bày trò lừa lọc như thế nào cho đến bệnh viện này bị ám ra sao. Ha-jun ở ngoài nghe thấy hết, anh ta quyết định lên đồ và hoàn tất hành trình một mình, không cần ai trợ giúp nữa. Ba người còn sống bị kéo thẳng vào phòng 402. Bên trong, họ lần lượt bị từng hồn ma chiếm lấy thể xác và cũng mất hút vào bóng đêm đen kịt. Không lâu sau, nhóm trưởng Ha-jun cũng lên được đến phòng 402. Anh không ở đó một mình. Vậy là giờ đây, chỉ còn một cậu trai bị nhốt dưới tầng hầm là còn sống sót. Anh ta bị trói chặt trên chiếc ghế đầu, chỉ kịp kêu ú ớ vài tiếng trước khi bị cuốn phăng vào phòng 402. Cánh cửa đóng cái rình ngay sau đó. Đoàn thám hiểm 7 người giờ đã chẳng còn ai, và sẽ chẳng có ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với họ, ngoại trừ chúng ta, những khán giả xem phim. Ở phân cảnh cuối cùng, một sự thật kinh hoàng khác lại được tiết lộ. Trên thực tế, khán giả bằng xương bằng thịt đã rời khỏi chương trình của Ha-jun ngay khi một thành viên tiết lộ các sự kiện đáng sợ chỉ là đồ giả. Con số khán giả tăng vùn vụt thật ra là chiêu trò của những bóng ma tại Gonjiam nhằm kích động lòng tham của Ha-jun, biến nhóm bạn trẻ liều lĩnh trở thành miếng mồi cho những linh hồn quỷ dữ.